nó. Trời ơi, gì vậy bé cò? Cái gì mà nhỏ khóc dậy làng dậy sớm chứ vậy? Ai biết đâu. Sao nó khóc như vậy? Ai biết, đã nói không biết rồi. Trời ơi. Hay là nó đói bụng rồi mới cho mình sữa kìa, nó có chịu bú đâu. Ê, không chừng là nó bị tè, nó ướt tả nó gọi á. Con cho chú Tèo coi chút xíu nha. Con đừng có bắn xuống nước vô mặt chú Tèo, kỳ lắm ạ. Mệt quá, tôi kiểm tra rồi, không có. Ôi, dí dầu. Không đói bụng mà cũng không bắt tè. Ê, nó buồn ngủ á, mày gu nó ngủ đi. Tôi gu nãy giờ nè, tôi hát cho nó có chịu ngủ đâu. Mày hát cho nó hả? Ừ. Trời đất ơi. Cô che lắc lẻo gặp tình. Thôi đi mày ơi, mày hát dở ẹt tao còn ngủ không được, đừng nói chi nhỏ. Chứ giờ sao giờ? Giờ mày mở nhạc trong cái điện thoại mình ta hát sẵn á. Ta hát hay cho nó nghe, nhiều khi nó chịu nó ngủ. Hợp lý. Ừ. Ồ, chú Tèo ẩm nghe, chú Tèo ẩm nghe con. Chú Tèo ẩm chút xíu nghe. Bữa nay chú Tèo có mua đồ mới cho con nè. Lát ngủ thức dậy rồi bận nghe. Nghe nhạc đi nè. Ê, hình như nó không chịu hay gì á. Đổi nhạc khác đi. Nhạc khác hả? Ừ. Có luôn. Gì vậy? Trời đất ơi, nhạc gu ngủ chứ mày mới nhạc này sao được? Tôi nghe nhạc mấy thể loại này không à. Kiếm nhạc khác đi. Hết rồi, có thể loại vậy không à. Trời ơi. Trời đất ơi, mở nhạc như vậy nhỏ không khóc cũng uổng nữa. Thôi để em mở nhạc này coi, lên YouTube tìm coi làm sao có nó chịu nghe không. Nhảy đi. Ê, nó chịu rồi nè, nó ghim rồi nè. Ê, nó muốn ngủ rồi. Đưa tôi đem vô cho nó ngủ.